Thưa quý vị và các bạn, một mùa trung thu đang đến gần và một trong những món ăn không thể thiếu trong dịp này chính là bánh nướng bánh dẻo, nhất là với những người hảo ngọt. Tuy nhiên, đây là thủ phạm một số gây tăng cân và mỡ bụng. Vâng ạ, và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể ăn bánh trung thu mà không bị tăng cân? Những lời khuyên ngay sau đây của các bác sĩ sẽ giúp cho quý vị khán giả xua tan đi những nỗi lo lắng để chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn vị ngon của bánh trong mùa đoàn viên này. Bánh trung thu chứa độ béo và độ ngọt rất là cao. Một chiếc bánh cung cấp từ 800 cho đến 1.200 calo, gấp 5 lần một bát cơm vừa, gấp 2,5 lần một tô phở bò, khoảng 430 calo. Theo lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa đái tháo đường bệnh viện nội tiết trung ương, khi ăn bánh trung thu mà không tăng cân là giảm cơm và thức ăn tương đương với lượng calo của bánh trung thu ăn vào kết hợp với trà xanh để thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể và giảm bớt độ ngọt. Chỉ ăn vào buổi sáng, không ăn vào lúc đói hoặc sau bữa cơm. Ngoài ra khi ăn thì nên ăn chậm từng miếng nhỏ để tránh nạp quá nhiều calo từ đường vào cùng một lúc. Nếu có thời gian nên kết hợp luyện tập để tiêu hao năng lượng. Ngoài ra không chỉ ăn đúng cách mà chúng ta cần phải ăn vừa đủ và cân bằng dinh dưỡng với các thực phẩm hàng ngày nạp vào cơ thể. Các bác sĩ khuyên cáo thêm, thành phần chất béo trong bánh phần lớn là từ thịt mỡ tạo loại chất béo no gây nhiều tác hại chất đạm trong bánh cũng khá cao thường là đạm động vật và nếu bảo quản không tốt sẽ dễ bị ôi mốc gây ra ngộ độc. Vâng, còn đối với những người bị bệnh tiểu đường hay là tăng mỡ máu cao huyết áp bệnh mạch vành thừa cân béo phì thì chúng ta cũng nên hạn chế dùng bánh trung thu để không ảnh hưởng xấu tới cơ thể.